Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê Fit Desk của mình. Và chúng ta cùng quay trở lại với series Chẳng Sợ Bikini. Và hôm nay sẽ đến ngày thứ 3, đó là ngày tập luyện cho phần thân trên Upper Body. Phần này mình sẽ tập cho cơ bụng, tay, vai và lưng để các bạn có thể tự tin diện những chiếc áo 2 dây hoặc những chiếc áo mà hở lưng của mình nhá. Mọi người ơi, đừng quên là chúng ta luôn có một cái thực đơn để nguyên đây cho mọi người để chúng ta ăn đúng theo thực đơn. Như vậy mọi người sẽ có được hiệu quả cực kỳ nhanh. Và nhớ là buổi tối chúng ta cắt carb, nên là với cái thực đơn này các bạn buổi tối sẽ phải hạn chế tinh bột một cách tối đa nhá. Còn bây giờ thì mọi người hãy trải thảm ra và ngay bây giờ mình sẽ tập luyện thôi. Nào, are you ready? Come on! Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tập tay và đầu tiên mình sẽ khởi động trước mọi người nhá. Ok, let's go, chúng ta sẽ đưa hai tay thẳng ra ngoài và động tác arm raise. Nào mọi người ơi, arm cycle mọi người sẽ quay cái tay của mình về phía sau như này trong vòng 30 giây liên tục. Đây mới chỉ là khởi động mọi người nhá. Cố gắng là tuyệt đối không được hạ phần tay của mình xuống. Như vậy thì cái phần thân trên của mình nó sẽ không thể nóng được. Thế nên là chúng ta phải cố gắng là làm hết sức của mình. Các bạn lưu ý này, không phải chúng ta xoay cổ tay, cũng không phải xoay kiểu tay, mà mình xoay phần ở đây đấy chính là phần bả vai của mình nhá. 30 giây đấy mọi người nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại, cũng 30 giây nhưng mà mình sẽ xoay về phía trước. Mà mình biết là các bạn đã cảm thấy bắt đầu cái phần vai của mình bắt đầu nóng và mỏi hơn rồi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không tập luyện kiên trì thì không bao giờ mình sẽ đạt được kết quả cả. Cố gắng mọi người ơi, 15 giây. Cố gắng nào. Mỏi hơn rồi đúng không mọi người? Cố gắng lên, cố gắng lên. Ok, động tác tiếp theo chúng ta sẽ đóng tay, khuỷu tay chạm vào nhau và đưa tay lên cao. Chạm này. Mọi người nhìn nhá, cái bàn tay của mình không cần thiết phải chạm như khuỷu tay phải chạm vào nhau. Cố lên nào mọi người ơi. Đừng quên là khi chúng ta tập luyện cho phần tay của mình thì mọi người vẫn cần phải gồng cố định cái phần cơ bụng của mình, tránh để phần cơ bụng của mình nó bị di chuyển nhá. Ok, động tác tiếp theo pull up, mọi người sẽ đứng gập về 45 độ về phía trước, đưa hai tay và kéo về phía sau như này. Tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, mình đang cảm thấy toàn bộ phần vai của mình đang nóng lên rất rất là nhiều. Và phần tay vai của mình rất là mỏi rồi mọi người. Cố lên nào, cố lên nào. Ok rồi, rất là tốt. Các bạn ơi, hít thở lại trong vòng 30 giây. Và chúng ta sẽ quay trở lại động tác khởi động một lần nữa. Các bạn ơi, chúng ta mới chỉ trải qua phần đầu tiên là phần khởi động thôi nhá. Chúng ta còn chưa vào hiệp chính cơ. Thế nên là hãy dành sức nhá. Và mình đang theo dõi các bạn đấy, thế nên là tuyệt đối không dừng lại, không bỏ cuộc mọi người nhá. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến phần khởi động và hiệp thứ hai. Ok, let's go. Nào, xoay phần vai của mình về phía sau trong vòng 30 giây. Thường là cái phần thân trên này chúng ta sẽ ít tập hơn nhiều là phần thân dưới đúng không các bạn? Thế nên là mọi người nhớ là để muốn có một thân hình đẹp bắt buộc chúng ta phải tập luyện toàn bộ cơ thể, chứ mình sẽ không tập trung vào một phần nào hết. Tại vì có rất là nhiều bạn đã hỏi mình là chị ơi, em chỉ tập phần thân trên được không? Em chỉ tập phần thân dưới được không? Thì câu trả lời cho các bạn là không nhá. Chúng ta nên tập luyện toàn bộ cơ thể. Ok, ngược lại, xoay. Nào các bạn nhìn này, mình xoay toàn bộ phần bả vai của mình. Nào các bạn nào đang cảm thấy là vai của mình rất là mỏi và mình chỉ muốn hạ nó xuống ngay rồi. Ai cũng thế cả, nhưng mà chúng ta phải vượt qua chính bản thân mình mọi người nhá. Cố lên nào, cố lên nào.
5, 4, 3, 2. Ok, shoulder combo. Nào chúng ta chạm thử tay vào nhau, mở, đưa lên, kéo xuống. Động tác này mình sẽ vẫn tập luyện rất là nhiều cho phần tay, vai của mình. Các bạn chạm thử tay vào này. Nhớ là chúng ta tập luyện thì đừng quên phải siết cái phần mình cần tập nhé mọi người nhé. Chúng ta không chỉ đưa tay đưa chân mà mọi người luôn luôn phải cố định cơ thể lại, gồng cái phần mình tập, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ok, động tác tiếp theo pull up, chúng ta đứng gập 45 độ là bắt đầu kéo về. Mọi người cảm giác chúng ta đang có một vật gì ở 45 độ ở trên cao, mình kéo về sát với người của mình này. Trời, cố gắng nhá, tránh trường hợp để cái phần lưng của mình bị gù. Mọi người phải để cái phần lưng của mình thẳng lên. Tăng tốc lên một chút nào mọi người ơi, tăng tốc nhanh hơn. Thật là nóng để chúng ta vào phần tiếp theo. 3, 2, ok, rất tốt. Nào bây giờ mọi người lại tiếp tục hít thở trong vòng 30 giây. Nào hai tay mọi người duỗi thẳng lên trời, hai đầu gối vuông góc này. Are you ready? Gồng cơ bụng thật là chắc và chúng ta đưa tay và chân ngược chiều ra ngoài. Cố gắng là mọi người sẽ đưa tay và chân hết cỡ qua đầu nhá. Bài tập này chúng ta sẽ tác động vào toàn bộ phần cơ bụng của mình. Các bạn có thể thấy là phần lưng của mình sẽ giữ cho phần lưng ở dưới sàn, không để phần lưng bị võng lên. Chúng ta phải gồng cơ bụng để cố định cái phần lưng của mình lại. Ok, mình đến với động tác tiếp theo mọi người ơi. Nào, chúng ta sẽ nhảy hai lần chân ra ngoài và co gối 4 lần. 3, 2, nhảy hai lần chân ra ngoài. 4 lần, 4, 3, 2, đổ trọng lượng về hai tay của mình. Các bạn sẽ thấy là ở động tác này mình sẽ vừa tập luyện được cho phần bụng mà chúng ta lại vừa tập luyện thêm được phần tay vai của mình nữa. Nhảy ra ngoài nào. Out, in, 4, 3, 2. Ok, giờ mọi người ơi, chúng ta đến với động tác thứ 3. Động tác này mọi người sẽ chống ngược hai tay về phía sau này. Và mình sẽ có hạ cổ tay đẩy hông lên. Nào, liên tục. Chúng ta có thể thấy là khi xuống thì mình sẽ trùng khỉu tay và khi lên chúng ta đẩy phần hông lên cao này. Bài tập này sẽ tập luyện được cho toàn bộ phần tay sau của mình rồi nhá. Cố lên, đẩy hông lên cao. Khi lên mọi người siết phần tay sau của mình và thẳng tay lên. Ok, rất tốt. Nào mọi người có động tác tiếp theo, chúng ta có sit up ngồi dậy và đưa hai tay qua đầu. Liên tục. Bài tập này sẽ tập luyện được cho cả phần cơ bụng của mình. Và tập thêm một chút cho phần bả vai nữa. Lưu ý là khi lên các bạn mở ngực, đưa hết cỡ tay qua đầu như thế này nhá. Nào tiếp tục nào. Ok, tôi rất tốc. Động tác tiếp theo mọi người sẽ nằm về phía trước. Chúng ta sẽ để hai chân thẳng, dùng lực của tay nâng người lên. Bài tập này mình sẽ tập luyện được cho phần tay này và phần eo của mình. Mọi người lưu ý khi nâng lên chúng ta sẽ siết phần eo ở bên trên, dùng lực tay đẩy người lên như thế này. Cố lên. Tiếp tục nào. Ok, chúng ta sẽ đổi bên ngược lại ngay lập tức. Nào, dùng tay push người lên. Tập luyện cho cả phần eo ở bên trên nữa mọi người ơi. Đừng dùng cơ thể của mình để nâng người lên mà các bạn hãy dùng lực ở toàn bộ phần tay của mình. Đây, để chúng ta tập luyện và cảm nhận mọi người nhé. Cố lên nào, cố lên nào.
Ok rồi, rất là tốt. Động tác tiếp theo mọi người sẽ chống thẳng hai tay này. Động tác này sẽ khó hơn nhưng mình sẽ đưa cho các bạn lựa chọn dễ. Chúng ta hạ cánh tay sát vào người, cuộn vai, nâng lên. Tiếp tục lặp lại, xuống. Kiểu tay ép sát vào người, cuộn vai, nâng lên. Tiếp tục. Các bạn có thể thấy là sau khi mình vừa tập động tác vừa xong thì bây giờ cái động tác này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho phần tay sau của mình để mà mình tập có cảm giác tốt hơn. Ok rồi, chúng ta cùng đến với động tác cuối cùng, động tác plank. Siết và gồng cơ bụng trong vòng 1 phút rồi nhá, chứ không phải 30 giây nữa. Cố gắng lên, chúng ta đổ hơi dồn trọng lượng về phía bả vai của mình một chút như thế này. Cảm nhận toàn bộ phần vai của mình nóng lên. Cố lên nào mọi người ơi. Hít thở đều. 5 4 3 2 Vẫn là thanh 30 giây nữa, chúng ta sẽ có cố gắng. Nào, chạm tay ra ngoài. Về 30 giây nữa thôi mọi người ơi. Gồng chắc cơ bụng của mình. Mọi người có thể thấy là mình cố gắng giữ bất động cơ thể của mình càng nhiều càng tốt. Lựa chọn dễ dành cho những bạn mới tập luyện, đó là chúng ta đặt đầu gối ở dưới sàn như thế này, đúng không ạ? Ok, hít thở lại một chút mọi người ơi. Chúng ta sẽ có 1 phút nghỉ ngơi, hít thở, sau đó quay trở lại với bài tập mọi người nhé. Mọi người, ngay bây giờ thì mình sẽ đến với hiệp thứ 2. Các bạn có nhớ động tác đầu tiên là gì không? Core Ab Workout. Nào, bắt đầu. Các bạn có thể thấy là chân và tay mình hạ rất là sát mặt sàn luôn đấy các bạn ạ. Gồng cơ bụng lên nào. Vì đây là bài tập chúng ta tập luyện cho cả phần cơ bụng và cả tay của mình luôn. Nên là những động tác mình sẽ luôn kết hợp nhá, compound lại tập cho cả phần tay và cả phần cơ bụng của mình nữa. Tăng tốc nhanh hơn một chút nào. Ok rồi, chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo. Nào, jumping jack hai lần ra ngoài. Co gối 4, 3, 2. Nhanh hơn, 2 lần. Co 4 lần, 4, 3, 2. Tiếp tục nào mọi người ơi. Đổ dồn trọng lượng về phía hai tay của mình một chút. Nhanh hơn. 4 lần, 4, 3, 2. Cố lên một lần nữa nào. Co gối 4, 3, 2. Ok rồi, rất tốt. Chúng ta nằm ngửa ra ngay lập tức. Chống hai tay, đẩy hông lên. Lên. Các bạn lưu ý, các bạn nhìn vào phần tay của mình mọi người nhá. Phần tay và phần hông đẩy lên cao hết cỡ. Nào, thẳng tay này. Chùm khuỷu tay, đẩy lên. Chùm khuỷu tay, đẩy lên. Rất là tốt. Mình đang cảm thấy toàn bộ phần tay của mình nó nóng lên rất là nhiều rồi mọi người ạ. Ok, động tác tiếp theo. Sit up, đưa hai tay qua đầu. Hand over head. Khi lên thì mình sẽ không dùng lực bật nhiều. Mình gồng cơ bụng trên để đưa người lên. Mọi người nhìn lại này. Chúng ta gồng cơ bụng, đưa tay lên. Tăng tốc lên một chút nào, lên. Cố lên.
Ok, rồi rất là tốt, bắt được theo ngay lập tức mọi người. Push up, one arm. Nào tập trung vào phần tay sau của mình nhé, để đẩy toàn bộ cơ thể của mình lên ạ. Cố lên nào mọi người ơi. Mình biết là mọi người đang rất là mỏi. Mình cũng đang cảm giác toàn bộ phần tay của mình nó đang cháy rồi mọi người ơi. Đổi bên ngược lại nào, come on. Lên nào mọi người ơi. Push up, xuống, lên, xuống. Hít thở. Come on, nào siết gồng phần tay sau, hạ xuống. Một lần nữa. Ok, rất là tốt. Nào tiếp tục đến phần tiếp theo. Tricep push up, nào xuống chậm. Cuộn người lên. Tiếp tục này, xuống chậm mọi người ơi. Khuỷu tay sát với cả phần xương sườn của mình. Như thế này nó sẽ dễ hơn rất nhiều là các bạn làm động tác push up thẳng như này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ mỏi rất nhiều. Nên chúng ta sẽ làm lựa chọn dễ hơn là cuộn vai này. Đẩy người lên như thế này mọi người nhá. Nào tiếp tục. Một lần nữa. Ok, chúng ta đến với thử thách cuối cùng. Plank Challenge trong vòng 1 phút mọi người có nhớ không ạ? Nào, nâng chân lên, giữ lại bất động ở đây. Gồng chắc toàn bộ phần bụng của mình. Không nhất thiết là động tác của người phần là phải làm đẹp nhá. Nhiều bạn mình thấy tập luyện là cứ bị đẩy phần hông lên như thế này. Là chúng ta đang tập sai kỹ thuật mọi người nhá. Chúng ta cần phải siết phần mông lại này. Hơi gù phần lưng của mình một chút. Hạ trọng lượng. Hít thở đều. Mọi người ơi, và 30 giây cuối cùng hát khó nhất. Đó chính là chạm tay 45 độ ra ngoài. Cố lên nào, sắp hết rồi, 30 giây cuối cùng. Mình biết là ai cũng đang rất mệt rồi, nhưng đây là những giây cuối cùng của mình. Cố lên nào mọi người ơi, chạm về. 5 giây, 5, 4, 3, 2, ok, rồi rất tốt. Các bạn đặt đầu gối xuống, chúng ta giãn toàn bộ phần tay vai của mình và cách mọi người chống tay này và hạ. Giãn toàn bộ phần vai, lưng, tay của mình ra một chút. Rồi mọi người nhìn theo mình, chúng ta sẽ hạ phần bả vai xuống sàn. Tay mọi người hãy dùng một lực chống thật mạnh và đẩy cái vai phía trên ra sau. Tương tự quay trở về. Nào, đổi bên. Ok, rất là tốt mọi người ơi. Hít thở. Giãn toàn bộ phần tay sau của mình. Nắm bàn tay và khuỷu tay và kéo về phía sau như thế này. Giãn thật toàn bộ phần tay sau mọi người nhé. Tương tự đổi bên. Giãn tay. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong day 3 dành cho phần thân trên, bụng và tay vai của mình. Các bạn ơi, các bạn đã tập luyện chưa và cảm thấy thế nào thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên là hãy ăn theo thực đơn menu để có thể đạt hiệu quả tốt nhất cho hình thể của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ngày day 4. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye!